Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Khánh Thành đưa vào sử dụng trường mầm non Tô Quyền. Hiệu quả từ mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình ở Nhân Hòa, Mỹ Hào. Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, nhiều thùng đựng rác mua về bị bỏ lãng phí. Gương tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ dù có giấy báo trúng tuyển vào trường đại học công nghiệp Hà Nội. Tủ sách dòng họ ở Kim Động góp phần khơi dậy văn hóa đọc sách cho con cháu trong dòng họ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đã diễn ra lễ khánh thành trường mầm non Tô Quyền. Dự lễ khánh thành có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Công trình trường mầm non Tô Quyền được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2014, đơn vị xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Cầu. Sau hơn một năm triển khai, dự án đã được cán bộ địa phương, người dân cũng như đơn vị xây dựng hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, gồm 10 phòng học. Tổng kinh phí xây dựng là 8 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tài trợ. Công trình mang tên người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền là người con của quê hương với mong muốn các thế hệ măng non nối tiếp niềm tự hào, học tập lao động tốt để xây dựng quê hương. Cũng trong dịp này, trường đã thành lập quỹ khuyến học Tô Quyền để khuyến khích các thế hệ học sinh có thành tích tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016 ngắn gọn, giảm phần lễ, tăng phần hội để học sinh được tham gia. Thực hiện chỉ đạo này, các trường học trên địa bàn tỉnh ta tổ chức khai giảng năm học mới ngắn gọn, tăng cường nhiều hoạt động trò chơi về phần hội cho các học sinh tham gia, tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu tiên của năm học mới. Bên cạnh đó, vẫn còn một số trường tổ chức lễ khai giảng kéo dài về phần lễ, chưa đa dạng và có nhiều các hoạt động về phần hội. Trường Trung học cơ sở Phù Cừ là một trong những trường tổ chức lễ khai giảng theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng và ngành giáo dục, đảm bảo ngắn gọn, thiết thực và có nhiều hoạt động về phần hội. Sau 15 phút văn nghệ chào mừng, đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai giảng năm học mới của nhà trường chính thức diễn ra với nghi thức truyền thống trang trọng gồm chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng và trao phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó. So với nhiều buổi khai giảng ở các năm học trước, buổi khai giảng hôm nay diễn ra ngắn gọn theo đúng nội dung chỉ đạo của ngành giáo dục cả nước. Quan điểm của nhà trường chúng tôi là làm thế nào một cái lễ khai giảng thực sự là thuộc về học sinh để tất cả các em học sinh có thể cảm nhận được niềm vui, niềm phấn khởi, hân hoan trong những ngày đầu tiên của những năm học mới. Phần lễ của buổi khai giảng đã được nhà trường thực hiện ngắn gọn, khẩn trương, đúng 8 giờ sáng, phần lễ kết thúc để chuyển sang phần hội. Hơn 350 em học sinh thuộc 4 khối lớp của nhà trường đã vô cùng hào hứng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những ca khúc về tuổi học trò do chính các ca sĩ Cây Nhà Lá Vườn thể hiện. Và đặc biệt, các em đã cùng hòa mình vào không khí vui nhộn của các trò chơi như ném bóng, bịt mắt đánh trống. Buổi khai giảng ngày hôm nay rất là vui mà có những tiết mục văn nghệ và những trò chơi mang tính chất dân gian và bổ ích cho chúng cháu. Cháu cảm thấy buổi khai giảng hôm nay như là một ngày hội đối với chúng cháu và cháu rất thích buổi khai giảng hôm nay. Cháu rất là bất ngờ, những trò chơi mà nhà trường tổ chức thì rất là vui và thú vị. Không chỉ học sinh, một số phụ huynh tham dự buổi khai giảng cũng xúc động trước không khí vui tươi sôi nổi của buổi lễ. Khai giảng năm nay là có nhiều sự đổi mới so với các năm trước. Tức là cái buổi khai giảng năm nay nó thể hiện hai phần rất là rõ ràng. Phần lễ thì cái thời gian thì rất là ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng để cho các cháu nhận thức đầy đủ về cái ngày khai trường có ý nghĩa như nào. Sang cái phần hội, các cháu có vẻ rất là hồ hởi, phấn khởi. Các cháu được lái chủ của cái phần hội đấy. Năm sau thì mình cũng nghĩ rằng là cái hoạt động này nó sẽ tiếp tục duy trì như thế, nó sẽ rất là bổ ích cho các cháu. Phần hội của buổi lễ khai giảng trường Trung học cơ sở Phù Cừ kéo dài đến gần 10 giờ trưa, bởi hầu hết các em học sinh đều mong muốn được tham gia các trò chơi lâu hơn nữa. Với các em, ngày khai giảng hôm nay đã thực sự trở thành ngày hội đến trường. Ngày đầu tiên với tâm lý hồ hởi phấn khởi này, các em sẽ bước vào một năm học mới đầy tự tin và gặt hái được những kết quả mong muốn. Thực tế đã cho thấy việc chuyển đổi trồng cây cảnh, cây ăn quả ở Văn Giang đã và đang mang lại hiệu quả tương đối cao. Thế nhưng những năm qua, vấn đề nước tưới cho khá nhiều diện tích này dường như đều do người dân tự túc.
Vì vậy, việc quan tâm đầu tư hệ thống tưới cho các diện tích này là hết sức cần thiết. Ông Lý Văn Ban, một trong những hộ dân ở thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa, đã từ bỏ cây lúa để chuyển sang trồng cây ăn quả, cây cảnh và ươm trồng cây giống từ hơn 10 năm nay. Ông cho biết, để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần cây lúa, ngoài kỹ thuật thì vấn đề tưới tiêu, đặc biệt là nguồn nước tưới cần được đáp ứng đầy đủ trong giai đoạn phát triển của cây. Tuy nhiên, ông cũng như các hộ dân khác ở đây đã nhiều năm nay đều phải tự túc bằng cách khoan giếng, xây bể chứa để lấy nước chăm sóc cây. Mà nước tưới thì hoàn toàn là dân tự túc, chứ không xã không có một tí gì. Chúng tôi phải khoan giếng, mỗi một vài ba sào lại khoan một cái giếng để mà phục vụ của bản thân thôi. Thế là sang đến ruộng khác thì bọn tôi lại thế. Cả cái cánh đồng này bây giờ chỗ nào cũng có giếng điện. Đây là dân phải kéo, những anh nào mà có tiền thì kéo được từ trong làng kéo ra. Như tôi không có tiền kéo được thì tôi mua cái máy nổ, máy xăng đấy. Tình trạng này cũng xảy ra ở xã Thắng Lợi, xã Mễ Sở và thị trấn Văn Giang. Trong khi đó, nhiều hệ thống mương máng không phát huy tác dụng, bỏ không, gây lãng phí khi được đầu tư xây dựng. Trong đợt hè vừa qua, khi mực nước ngầm xuống thấp, máy không bơm được nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc cung cấp nước tưới cho các diện tích đất nông nghiệp. Tình trạng xả bừa bãi rác thuốc bảo vệ thực vật trên những cánh đồng tại huyện Tiên Lữ ngày một báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe của người dân. Thời gian vừa qua, bà con nông dân các xã trong huyện đang tập trung cao cho việc phòng sâu cuốn lá dày nâu gây hại lúa mùa. Sau mỗi đợt phun thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, vỏ chai lọ bao bì lại được vứt tràn lan bừa bãi trên các bờ thửa, đầu ruộng hay thậm chí dưới cả lòng kênh mương. Các xã có nhiều chai lọ vỏ bao đựng thuốc bảo vệ thực vật được xả bừa bãi ra đồng ruộng là các xã Hưng Đạo, Nhật Tân, An Viên. Đây là loại rác rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó, một lượng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa từ vỏ chai bao bì sau khi sử dụng sẽ ngấm vào đất nước gây ô nhiễm môi trường. Thực trạng trên bắt nguồn từ ý thức của người dân do thói quen tiện đâu vứt đấy, xả rác bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngay ngoài đồng ruộng. Tuy nhiên, điều cần nói là việc tuyên truyền của các xã còn nhiều hạn chế. Hầu hết các xã chưa có biện pháp cụ thể như đầu tư xây dựng các điểm thu gom rác bao bì, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ý thức trong việc xử lý tiêu hủy, tránh gây ô nhiễm môi trường. Là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã đầu tư mua 600 thùng rác để đảm bảo công tác thu gom rác thải sinh hoạt. Thế nhưng trên thực tế, quá nửa số thùng rác này lại đang để tại các nhà văn hóa thôn, gây lãng phí tiền đầu tư. Những bịch rác lớn nhỏ, những thùng xốp đầy rác đặt hỗn độn trên đường, trong khi những thùng rác đảm bảo tiêu chuẩn lại chất đầy khuôn viên nhà văn hóa, là những hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi lại được tại thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Được biết, năm 2014, xã Bình Minh được ngân sách nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng và xã đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để mua 600 thùng rác. Trong đó, thôn Đa Hòa được cấp 280 thùng, Thiết Trụ được cấp 260 thùng và Bằng Nha là 60 thùng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, loại thùng này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Xã là đưa về phát cho dân, nhưng mà dân dùng khoảng trong hợp lý vì to cao quá, bê nó nặng, nên là xóm phải thu hồi lại. Người dân thì cho rằng thiết kế không phù hợp nên những thùng rác bị bỏ không, còn chính quyền địa phương lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Sau quá trình mua thùng rác rồi thì cũng gặp một số những cái việc khó khăn, ý thức của người dân vẫn chưa được cao, họ thường mang cái gạch những cái chè thùng nước này, người ta khó lắp đặt nó chưa kỹ, cho nên cái khâu vận chuyển bất cập. Thì tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục họp bàn và sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí để mua những thùng nhiều hơn để mỗi hộ. Tới đây cái 600 thùng rác này thì chúng tôi sẽ giải những đường chính để họ. Dù là do thiết kế hay do ý thức của người dân chưa cao thì tình trạng lãng phí vẫn đang diễn ra. Từ thực tế tại xã Bình Minh cho thấy mỗi địa phương khi đầu tư xây dựng để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cần có cái nhìn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị để những công trình, những đề án không còn lãng phí. Trong khi đó, sau hơn một năm thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình ở thôn An Tháp, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào đã góp phần bảo vệ môi trường tại gia đình và các khu dân cư.
70 hộ gia đình trong thôn được cung cấp dụng cụ và hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác bằng chế phẩm vi sinh ngay tại hộ gia đình. Theo đó, rác được phân loại, những rác thải hữu cơ được tách riêng cho vào hố hoặc thùng, sau đó dùng chế phẩm sinh học làm cho phân hủy. Đây là chương trình do Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ. Từ khi áp dụng, tình trạng rác thải hữu cơ gây mùi hôi thối trong khu dân cư đã được khắc phục. Việc dùng chất vi sinh cho phân hủy thành phân hữu cơ còn giúp các hộ dân tạo nguồn phân chăm sóc cây trồng, cải tạo đất. Trước kia, hàng năm, thôn phải chi khoảng 50 triệu đồng cho việc thu gom rác đi xử lý. So với cách phân loại xử lý rác ngay tại hộ gia đình, chi phí giảm được 20%. Hiệu quả thứ nhất là sạch đảng và tốt vườn, tốt cây, tốt cối. Cái thứ hai là giảm tải được môi trường cho địa phương, cho anh em coi như đỡ dọn. Là cái rau cỏ nhà tôi đã lấy lên 3 lần đầy tưới rồi. Thực sự mà nói là rau rất tốt và cây cối rất xanh, rất bền. Được biết, thời gian qua nhiều gia đình đã đến đăng ký với chính quyền thôn để được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng, nhân rộng phương pháp phân loại xử lý rác ngay tại hộ gia đình ra nhiều thôn trong xã. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 5 địa phương của đợt 2 năm 2015 là Tiên Lữ, Ân Thi, Yên Mỹ, Mỹ Hào và Văn Lâm. Có nhiều em dù có giấy báo trúng tuyển đại học nhưng tình nguyện lên đường nhập ngũ với suy nghĩ để rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội và góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, em Phạm Đức Nghiêm, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào đạt 20 điểm. Với kết quả này, Nghiêm đã trúng tuyển vào khoa Công nghệ Kỹ thuật Hóa học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Không như hầu hết các bạn cùng trang lứa như Nghiêm là phấn đấu thi đỗ vào đại học để sau này có bằng cấp. Bởi theo Nghiêm, có nhiều cách để lập thân lập nghiệp, trong khi hàng năm số cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp ra trường không có việc làm ngày càng đông, thì môi trường quân đội sẽ giúp Nghiêm rèn luyện bản thân và cũng là làm tròn nghĩa vụ của một người công dân. Cánh cửa đại học hiện tại đang mở ra trước mắt em rồi, nhưng em vẫn muốn đi bộ đội để rèn luyện bản thân và đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Suy nghĩ này của Nghiêm không những không bị bố mẹ, người thân trong gia đình cấm cản, mà ngược lại, gia đình còn động viên em cố gắng rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ra sức học tập để tạo hành trang bước vào đời sau này cho bản thân. Theo thống kê của Trung tâm Dân số huyện Ân Thi, hiện nay tỷ lệ mất cân bằng giới tính vẫn ở mức cao. 7 tháng đầu năm 2015, tỷ số giới tính khi sinh của huyện là 127 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó, một số xã mất cân bằng giới tính cao như Cẩm Ninh, 188 bé trai trên 100 bé gái, Tiền Phong, 173 bé trai trên 100 bé gái, Hồ Tùng Mậu, 167 bé trai trên 100 bé gái. Ở một lớp mẫu giáo 4 tuổi xã Hồ Tùng Mậu với sĩ số 20 cháu thì có đến 12 cháu trai, chỉ có 8 cháu gái. Bên cạnh việc một số người dân vẫn nhận thức theo kiểu trọng nam, thích con trai thì một số gia đình lại lấy lý do là cần có con nối dõi hoặc cần có con trai để khi về già có người nuôi dưỡng hoặc đề phòng rủi ro. Bên cạnh đó, các dịch vụ chẩn đoán giới tính trước khi sinh cũng phát triển mạnh. Điều này đã khiến tình trạng mất cân bằng giới tính ở huyện Ân Thi ở mức báo động. Những năm qua, nhiều dòng họ trên địa bàn huyện Kim Động không ngừng xây dựng và phát triển mô hình tủ sách dòng họ. Đây được coi là cách làm hay nhằm xã hội hóa phong trào học tập, khuyến khích động viên con cháu tinh thần ham học hỏi. Tiêu biểu là tủ sách của họ Phạm Ngọc ở xã Nhân La, họ Đỗ Hữu, Trần Đình ở xã Ngọc Thanh, họ Đặng ở thị trấn Lương Bằng. Tủ sách đầu tiên được thành lập là của dòng họ Đỗ Hữu ở xã Ngọc Thanh vào năm 2007, đến nay vẫn lưu giữ được hơn 400 đầu sách. Nhận thấy đây là cách làm hay, nhiều dòng họ trên địa bàn huyện đã học tập theo và không ngừng nhân rộng mô hình này. Con cháu trong dòng họ có những quyển sách hay sẽ đem về ủng hộ vào tủ sách chung, đồng thời hàng năm trích kinh phí để mua thêm sách mới. Mỗi tủ sách lưu giữ khoảng vài trăm đầu sách. Các tủ sách được mở hàng ngày để người dân đến đọc miễn phí. Nhiều dòng họ quy định ngày đọc sách trong tháng để con cháu cùng đến đọc là cách để giáo dục tinh thần học tập và hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình và bản thân, nhiều học sinh phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, là con ngoan, trò giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.
căn nhà nhỏ của bà cháu em Phạm Thị Minh Phương, học sinh trường tiểu học xã Đông Kết. Nhà rộng chừng hơn 20m², không ghế, không tủ, không đồ đạc. Bố mẹ ly dị khi em mới 4 tháng tuổi, ở với mẹ vài năm thì mẹ mắc bệnh đã sớm ra đi, bỏ lại em với ông bà ngoại. Bà tuy tuổi cao nhưng vẫn trồng rau để bán, ông vá xe để kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Ở tuổi này, như bao em khác cần sự bao bọc của bố mẹ, nhưng Phương đã biết tự sắp xếp sách vở, tự giác đến trường vào mỗi buổi sáng. Không phụ công ông bà, em nỗ lực học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Em Minh Phương thì em rất là ngoan, khi đến lớp thì là em học rất là chăm học, sách vở chuẩn bị là đầy đủ trước khi đến lớp và em đi học rất là đúng giờ. Ở lớp thì là cháu học rất là hăng hái, xây dựng bài, bạn bè thì lúc nào cũng hòa nhã đoàn kết với bạn bè. Là con lớn trong gia đình, mới bước sang tuổi 13, nhưng em Tạ Thị Huyền My ở xã Phùng Hưng đã biết giúp đỡ mẹ công việc đồng ruộng, việc vặt trong gia đình. Hiểu được hoàn cảnh của bản thân, bố mất, mẹ bị bệnh, sức khỏe yếu, nên My luôn ý thức được rằng chỉ có cố gắng học thì sau này em mới có thể trưởng thành và giúp đỡ mẹ được nhiều hơn. Nhờ nỗ lực phấn đấu từ bậc tiểu học đến lớp 6, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Em Huyền My là một học sinh rất ngoan, biết nghe lời các thầy cô giáo và vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Cho nên năm học vừa rồi em đã cố gắng và đạt học sinh giỏi và học rất đều tất cả các môn. Đấy. Còn đối với bạn bè thì em My là người rất thân thiện và rất hay chia sẻ cùng với bạn bè, đoàn kết với bạn bè. Công việc của lớp và giao cho em việc gì em đều hoàn thành một cách xuất sắc, mặc dù hoàn cảnh em rất là khó khăn. Trên đây chỉ là hai trong số các em học sinh mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Với nghị lực và ý thức tự giác, các em đã biết vượt lên trên số phận, hoàn cảnh khó khăn để đạt được nhiều thành tích trong học tập, thực hiện ước mơ của mình. Tổng công ty Bảo hiểm Nhân Thọ vừa tổ chức chương trình Hành trình bình an, ngập tràn hạnh phúc nhân dịp doanh nghiệp nhận giải thưởng doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ tốt nhất Việt Nam. Đối tượng dự thưởng chương trình là khách hàng tham gia hợp đồng Bảo hiểm Nhân Thọ mới với mức phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên của một hợp đồng từ 4 triệu đồng trở lên và phí bảo hiểm định kỳ quy năm không thấp hơn 8 triệu đồng trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015. Tại đây, khách hàng may mắn sẽ được nhận mã số bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng cao như xe SH, TV màn hình LED, tủ lạnh và nhiều phần quà có giá trị khác. Tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng. Chương trình sẽ có 30 cụm quay thưởng trên toàn quốc với 19 giải thưởng tại mỗi cụm được trao cho các khách hàng may mắn nhất. Thời gian dự thưởng chia làm 3 đợt kéo dài từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 11 năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự tối mai, thứ hai ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với phản ánh những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhanh về công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân ở các địa phương. Tái diễn tình trạng phụ huynh học sinh đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.